Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo thành phố Hà Giang cần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo các ngành địa phương quyết liệt giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ngày hội hiến máu giọt hồng mùa hoa tam giác mạch 2023. Độc đáo lễ hội hoa dã quỳ xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên là thứ nhất. Cuối chương trình là mục điểm thời sự trong tuần với các tin tức quan trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, trong tổng số 23 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Giang đã đề ra trong năm 2023, thì đã có 7 chỉ tiêu đạt 100%, 5 chỉ tiêu hoàn thành từ 80 đến dưới 100%, 3 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 80%. Tuy nhiên, trên cơ sở rà soát đánh giá thực tế thì một số chỉ tiêu đạt nhưng thiếu bền vững, còn có chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch đề ra. Một trong những nguyên nhân của tồn tại hạn chế được nhận diện đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy chính quyền cơ sở của thành phố Hà Giang trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kết luận của Thường trực, Ban Thường trực Thành ủy còn chậm. Một số cán bộ công chức chưa quyết liệt, kịp thời còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Do đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Giang mới đây, bên cạnh việc biểu dương những kết quả của thành phố Hà Giang đạt được, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy, đã chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Giang cần chú trọng xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đề nghị các đồng chí chú trọng xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có năng lực, sẵn sàng vì dân, vì nước, vì công việc chung, và khắc phục ngay cái tình trạng cán bộ không làm đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cũng như là đùn đẩy trách nhiệm. Cần bảo vệ, khuyến khích cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và chính các đồng chí làm ấy là sẽ là bài học kinh nghiệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các đồng chí để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn tỉnh. Thì đề nghị các đồng chí quan tâm như vậy. Đồng thời ấy, là chúng ta phải là nơi cung cấp cán bộ cho tỉnh. Khi mà tỉnh thiếu vị trí nọ, vị trí kia ấy, là nhìn đầu tiên là phải xem cán bộ thành phố thế nào. Nhưng hiện nay chúng ta chưa làm được vấn đề này. Đồng chí quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng yêu cầu thành phố Hà Giang tập trung cải cách hành chính, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện đang triển khai trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang đô thị theo hướng đồng bộ, xây dựng nông thôn mới nâng cao với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm gắn với quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, chú ý duy trì và khai thác hiệu quả hoạt động của phố đi bộ Nguyễn Trãi theo hướng bền vững để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Từ đầu năm đến nay, các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã cố gắng nỗ lực đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Tuy vậy, tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Để đạt được tỷ lệ giải ngân cao nhất, tại phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Trong thời gian qua, các sở ngành địa phương đã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm và dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đôn đốc các chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ước đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là 4.865 tỷ đồng, đạt 61,58% kế hoạch. Để đạt được tỷ lệ giải ngân cao nhất các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt, quyết tâm giải ngân các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Sở, ban ngành, ủy ban các huyện, thành phố tập trung triển khai nghiêm, quyết liệt giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước 2022 chuyển sang 23 và cũng của năm 23. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện các dự án khởi công mới. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy chính quyền, các địa phương, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, xây dựng tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn
theo cái cam kết của chúng ta. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng, chấn chỉnh các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình và tránh thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng. Tiếp tục rà soát điều chỉnh nguồn vốn cho các dự án có khối lượng hoặc đã hoàn thành, phấn đấu đạt kết quả giải ngân cao nhất. Sáng ngày 26 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hà Giang, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu giọt hồng mùa hoa tam giác mạch năm 2023. Ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng mùa hoa tam giác mạch 2023 năm nay là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng lễ hội hoa tam giác mạch. Đây là sự kiện hiến máu tình nguyện được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của các cấp các ngành, đông đảo cán bộ công chức viên chức, lực lượng công an, học sinh, sinh viên tham gia. Theo ghi nhận, những người tham gia hiến máu đều được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước lúc hiến máu. Hầu hết mỗi người đều ý thức sâu sắc ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Qua quá trình hiến máu thì cũng giúp đỡ được cho những cái người không may mắn bị mất máu do tai nạn hay là những tình huống khác, thì cũng mong muốn cộng đồng xã hội mọi người cũng tham gia để giúp đỡ cho mọi người trong xã hội. Đây là lần đầu tiên mình tham gia hiến máu ạ. Cảm giác của mình có một chút bồi hồi và xúc động ạ. Cũng rất mong sao là những giọt máu của mình sẽ giúp cho các bệnh nhân mà mắc các bệnh hiểm nghèo ạ. Với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống, 599 đơn vị máu được tiếp nhận trong ngày hội hiến máu giọt hồng mùa hoa tam giác mạch năm 2023 là sự sẻ chia đối với những bệnh nhân đang cần máu, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo. Chúng tôi cũng đã thấy là các cái tình nguyện viên tham gia đã như là một cái thói quen, một cái hành động, một cái nghĩa cử rất là cao đẹp, một cái hành động rất là thân thiện và tốt đẹp để dành cho những cái người bệnh thiếu máu. Đấy cũng là cái thành công và đấy cũng là cái mong muốn của chúng tôi khi mà tổ chức các cái sự kiện lớn như thế này. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội hiến máu tình nguyện mùa hoa tam giác mạch 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những giọt máu đào do các tình nguyện viên hiến tặng đã góp phần đem đến niềm tin, hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn, giúp cho nhiều người qua cơn nguy kịch, đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, đề cao nghĩa cử cao đẹp trong xã hội. Ngày 24 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo về tăng cường năng lực y tế cơ sở năm 2023 nhằm củng cố và đưa ra các giải pháp cải thiện trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân cho những năm tiếp theo. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 175 trạm y tế xã, phường, thị trấn và 18 phòng khám đa khoa khu vực. Năm 2023 có 11 trạm y tế được lựa chọn triển khai đề án 544. Các xã thực hiện đề án đều nghiêm túc triển khai theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế và có được sự ủng hộ vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai đầy đủ, duy trì tốt hoạt động tại các điểm tiêm chủng. 11 trên 11 trạm y tế triển khai đề án đều được hỗ trợ, chuyển giao về công tác sơ cấp cứu ban đầu. Tổng số lượt khám chữa bệnh là 39.263 lượt, tăng 6.774 lượt so với cùng kỳ năm 2022. Công tác quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý sức khỏe cộng đồng, cung ứng thuốc thiết yếu, an toàn thực phẩm được triển khai hiệu quả. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận tình hình thực tế tại các địa phương, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình của huyện Bắc Quang trong thời gian qua có nhiều tiến bộ tích cực. Nhờ các chương trình, chính sách giúp người dân, nhất là các hộ nghèo khó khăn, được tiếp cận với các dịch vụ y tế, cải thiện sức khỏe. Xác định yếu tố góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đó là cơ sở vật chất. Chính vì vậy, huyện Bắc Quang luôn quan tâm đưa vào áp dụng kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh. Trong 10 tháng năm 2023, tại các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực và bệnh viện huyện tiếp nhận trên 107.000 bệnh nhân đến khám, đạt 91% kế hoạch. Duy trì ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%, với mục tiêu thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hoàn thành các chỉ tiêu chương trình mục tiêu y tế dân số. Huyện Bắc Quang đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động thực hiện công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quan tâm đào tạo và đào tạo lại để nâng cao năng lực và trình độ cho y tế cơ sở, thực hiện tốt công tác chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thưa quý vị và các bạn, là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Xí Mần với 100% là đồng bào dân tộc Mông. Việc duy trì sĩ số và vận động học sinh đến lớp luôn được các đơn vị trường học trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ chú trọng và nỗ lực thực hiện. Qua đó, tỷ lệ học sinh chuyên cần đến lớp đạt cao, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học,
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Năm học này, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Pà Vầy Sủ có tổng số 5 lớp với 188 học sinh, trong đó học sinh bán trú là 160 em. Bên cạnh tập trung dạy tốt, học tốt, thì nhà trường cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa. Điều này không chỉ giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, mà còn tạo ra sân chơi bổ ích, gây hứng thú cho các em khi đến lớp. Thông qua các hoạt động ngoại khóa vui chơi này, cũng như các hoạt động thi, các hoạt động tham gia các hoạt động tại trường, các em đến trường đông đủ hơn. Và cái chúng tôi đạt được trong thời gian vừa rồi là chúng tôi duy trì sĩ số học sinh khá tốt so với những năm trước. Chúng em là học sinh trường bán trú, hàng ngày lên lớp học tập kiến thức trên lớp, tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ như âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, câu lạc bộ sớm bỏ hủ tục lạ học. Chúng em được thầy cô định hướng và chúng em tham gia rất vui, học tập được nhiều điều bổ ích. Pà Vầy Sủ là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Xín Mần với 100% là đồng bào Mông. Những năm trước đây, việc duy trì sĩ số trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn do nhiều gia đình chưa quan tâm đến việc học tập của con em. Tình trạng học sinh không đến lớp, bỏ học giữa chừng diễn ra thường xuyên, nhất là vào thời điểm đầu năm học và sau Tết Nguyên đán. Để đảm bảo duy trì sĩ số học sinh ngay từ đầu năm học, các đơn vị nhà trường của xã đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền, trưởng thôn bản, gia làng, người có uy tín, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, vận động phụ huynh quan tâm đưa các con đến lớp. Về cái nhận thức chung từ bà con nhân dân, từ phụ huynh ấy, về cái việc học cũng đã được nâng lên, tức là đã có sự quan tâm cao hơn của phụ huynh, đã biết tập trung vào cái việc là cho con đến trường, cho con đến lớp. Duy trì học sinh duy trì tốt thì cái chất lượng sẽ nâng cao, các em cũng sẽ đi học đều và cũng dần dần bước đầu là học sinh cũng học tốt hơn. So với những năm trước thì cơ sở vật chất thì cũng được sự quan tâm của chính quyền địa phương, xây dựng sửa chữa thêm các cơ sở vật chất của nhà trường, đầu tư các thiết bị dạy học tốt hơn. Bằng nhiều giải pháp và những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, tình trạng học sinh nghỉ học trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ ngày càng giảm. Đến nay, tỷ lệ chuyên cần học sinh của các trường đạt trên 98%, sĩ số học sinh đạt từ 95% trở lên, chất lượng dạy và học cũng ngày càng được nâng lên. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về thị trường, Bộ Công Thương luôn coi nhiệm vụ tìm đầu ra cho nông sản miền núi, vùng đồng bào dân tộc, trong đó có tỉnh Hà Giang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Giai đoạn 2021-2025, Bộ Công Thương đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, hai nhiệm vụ quan trọng là hướng dẫn địa phương đầu tư xây dựng và cải tạo nâng cấp được mạng lưới chợ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, hỗ trợ để tiêu thụ sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đưa được hàng hóa đi xa hơn, tham gia vào thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Chính vì vậy, việc tiêu thụ sản phẩm miền núi vùng dân tộc thời gian qua đã đạt được những bước tiến vượt bậc, đơn cử như tổ chức hoạt động về xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, xây dựng cẩm nang giới thiệu đặc sản của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo, tập huấn đến hàng nghìn cán bộ các tỉnh, thành phố trong giai đoạn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Thời gian qua, người dân huyện Vị Xuyên đã tích cực trồng và mở rộng diện tích cây ăn quả có múi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay đã có hàng trăm hecta cây ăn quả cho thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. Hiện huyện Vị Xuyên có trên 355 hecta cây ăn quả có múi, gồm cam, bưởi, quýt và chanh, trong đó trên 200 hecta đang cho thu hoạch, còn lại trồng mới và trồng cải tạo. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây ăn quả có múi mang lại, cấp ủy chính quyền huyện Vị Xuyên luôn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ nông dân mạnh dạn chuyển đổi, mở rộng diện tích cây trồng, ban hành cơ chế hỗ trợ đối với các loại cây có múi, thực hiện quy hoạch phát triển vùng cây ăn quả có múi tại một số xã như Trung Thành, Việt Lâm, thị trấn Việt Lâm, thị trấn Vị Xuyên. Với mục tiêu phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa, cấp ủy chính quyền huyện Vị Xuyên đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả có múi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học trong thâm canh cây ăn quả có múi, tập trung đầu tư chăm sóc để duy trì những vườn cây đang cho thu hoạch cao, cải tạo thay thế dần những vườn đã già cỗi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân trong chuỗi giá trị cây ăn quả có múi từ sản xuất đến thu mua, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định với tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt khoảng trên 2.200 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, sản lượng thịt gia cầm cơ bản đảm bảo cho nhu cầu tăng cao vào cuối năm. Hiện, người chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh đang tập trung chăm sóc đàn vật nuôi để xuất bán đúng dịp Tết.
Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ trứng gà, thịt gà trên thị trường trong dịp Tết thường tăng cao, giá bán cũng cao hơn. Do vậy, từ 2 tháng trước, trang trại chăn nuôi gà của gia đình bà Nguyễn Thị Loan ở thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang đã chủ động tái đàn để bảo đảm sản lượng trứng, thịt gà cao nhất cung cấp ra thị trường. Hiện đàn gà của gia đình bà Loan đang phát triển ổn định. Do trời lạnh, gà hay bị dịch cúm nên bà Loan đặc biệt quan tâm khâu phòng bệnh cho đàn gà. Tôi thì cũng nuôi được một ít gà thịt, một ít gà đẻ trứng. Nhưng mà chăm sóc gà thì nói tóm lại là mình làm vaccine đầy đủ, xong thì cho uống thuốc phòng bệnh định kỳ thì nó không bị dây dịch, rồi nó không bị ốm. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, toàn tỉnh hiện có 12 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô lớn từ 2.000 đến 9.000 con và hàng nghìn gia trại chăn nuôi tổng hợp. Trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 tấn thịt gia cầm hơi. Trong đó gần 30% sản lượng trên phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Mặc dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên để bảo đảm sản lượng gia cầm xuất chuồng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng các địa phương sớm chỉ đạo, đôn đốc, động viên các hộ chăn nuôi tập trung tái đàn, mở rộng đàn vật nuôi hợp lý, tránh tình trạng khan hiếm nguồn cung thực phẩm dịp Tết. Khuyến cáo bà con trong cái thời gian tới thì tập trung về cái công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng tốt cho đàn gia cầm và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo cho gia trùng gia cầm phát triển ổn định và đảm bảo cái sản lượng để cung cấp cho cái dịp Tết tới. Thống kê toàn tỉnh hiện có khoảng trên 5,5 triệu con gia cầm, trong đó gà là gần 4,6 triệu con, vịt là khoảng gần 1 triệu con. Thị trường cuối năm được xem là thời điểm vàng để tiêu thụ thịt các loại gia cầm. Theo người chăn nuôi thì gà có thị trường tiêu thụ rộng, giá bán trong năm luôn ổn định từ 90 đến 110.000 đồng một kg. Dịp Tết Nguyên đán, giá bán có thể cao hơn nhiều những ngày thường. Do vậy, các hộ chăn nuôi đang tích cực chăm sóc để xuất bán có lãi vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ngày 26 tháng 11, Ban tổ chức giải bóng đá Hà Giang League năm 2023 tổ chức họp kỹ thuật thông báo kế hoạch thể lệ giải, đồng thời tổ chức bốc thăm phân bảng thi đấu giải. Giải bóng đá Hà Giang League năm 2023 được tổ chức nhằm khơi dậy phong trào thể dục thể thao trong tỉnh, đồng thời tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các vận động viên có cùng đam mê với môn thể thao vua. Dự kiến giải năm nay khởi tranh vào ngày 2 tháng 12 tại sân cỏ nhân tạo Liên đoàn bóng đá tỉnh Hà Giang. Giải lần này thu hút 13 câu lạc bộ bóng đá trong tỉnh tham gia theo hình thức thi đấu vòng tròn tính điểm, sau đó lựa chọn 8 đội ở hai bảng có số điểm cao nhất để thi đấu các vòng tiếp theo. Giải bóng đá Hà Giang League năm 2023 được khởi động trở lại sau khi bị gián đoạn bởi dịch COVID-19. Thông qua đó sẽ thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trong tỉnh, lựa chọn các câu lạc bộ, cầu thủ có chất lượng để tham gia các giải trong và ngoài tỉnh. Tối ngày 25 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên đã tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Dã Quỳ lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Hương sắc bên núi Giang Cưa. Mở đầu lễ hội Hoa Dã Quỳ là phần trình diễn văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc như các làn điệu hát cọi, hát then, dân ca dân tộc Giao. Tiếp đó, đông đảo người dân và du khách đã cùng hòa mình vào những điệu nhảy sôi động trong tiết mục múa sạp và đốt lửa trại. Lễ khai mạc để lại ấn tượng tốt trong lòng người dân và du khách gần xa. Trên cơ sở cái quy mô này thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo xã Phong Quang để duy trì và phát triển hơn nữa đối với cái việc mà trồng hoa để tiếp tục cho những năm sau để thu hút được những cái du khách vào tham quan cũng như là phát triển tại xã Phong Quang. Trong khuôn khổ lễ hội Hoa Dã Quỳ lần thứ nhất xã Phong Quang năm 2023 còn có các hoạt động khác như không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm hàng nông sản của người dân xã Phong Quang, thi ẩm thực, các hoạt động văn nghệ thể thao nhằm thu hút và quảng bá nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc địa phương. Tới đây sẽ phát triển thêm du lịch vườn và ở đây có rất nhiều hoa quả, cây hoa quả nó phù hợp với xã Phong Quang như cây thanh long, cây nhãn, cây một số loại cây trồng rất phù hợp với xã Phong Quang. Để có tuyến đường hoa dã quỳ đẹp, mọc đều và nở rộ đúng mùa phục vụ du khách, ngay từ tháng 3, xã Phong Quang đã ra kế hoạch kêu gọi nguồn xã hội hóa, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia trồng các tuyến đường hoa, đồng thời gắn trách nhiệm cho các thôn và hội đoàn thể phụ trách từng khu vực hoa để chăm sóc cắt tỉa. Điểm nhấn năm nay là tuyến đường hoa dã quỳ kéo dài từ chợ trung tâm xã tới thôn Lùng Châu. Hiện nay hoa đang nở rộ đẹp nhất, kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 12. Ngày hôm nay chị em rủ nhau vào đây để cái thứ nhất là trải nghiệm, cái thứ hai là để chụp có những cái tấm ảnh đẹp để mang về làm kỷ niệm.
con đường hoa dã quỳ đã trở thành một sản phẩm du lịch tiêu biểu của xã Phong Quang trong những năm gần đây. Thời gian tới, xã Phong Quang sẽ tiếp tục xã hội hóa, thực hiện trồng thêm nhiều đường hoa dã quỳ nhằm thu hút khách du lịch và xây dựng miền quê nông thôn tươi đẹp. Phần cuối của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp lại biên tập viên Trần Trang để cùng điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11. Xin mời biên tập viên Trần Trang. Vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Cường. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ đề của đại hội là Đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh, hội nhập, phát triển. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề ra 10 mục tiêu chủ yếu và 4 nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội khóa 4 nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh khẳng định, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiệm vụ trọng trách lớn. Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hà Giang cần đoàn kết vươn lên, thực sự trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đại hội đã suy tôn đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bầu 45 đồng chí vào Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 23 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đi kiểm tra thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đi kiểm tra thực tế dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 4C đi cầu Phương Tiến, huyện Vị Xuyên và dự án khu liên hợp thể thao văn hóa tỉnh. Đánh giá chung cho thấy, hầu hết các vướng mắc liên quan đến hai dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành và chính quyền thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên tháo gỡ. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thi công của hai dự án đến nay đều rất chậm so với kế hoạch đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương và các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục giải quyết vướng mắc, nhất là với công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề phát sinh để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Chiều ngày 24 tháng 11, huyện Quang Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Bắc đạt tiêu chí đô thị loại 5 và kỷ niệm 20 năm thành lập xã Tân Bắc. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Bắc đã có nhiều giải pháp linh hoạt, quyết tâm, quyết liệt, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tận dụng mọi tiềm năng và thế mạnh của xã, của vùng, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Bắc tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn đạt còn thấp, cùng với đó phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm đã diễn ra lễ hội nhảy lửa dân tộc Pà Thèn và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ truyền thống. Chiều ngày 24 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm bàn giải pháp liên kết phát triển du lịch tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và huyện Quang Bình. Tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố cần huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ các điểm, sản phẩm du lịch, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư. Các đại biểu đã đề xuất giải pháp liên kết phát triển du lịch bền vững, phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang thành trung tâm du lịch thương mại dịch vụ, huyện Vị Xuyên trở thành điểm đến du lịch tâm linh lịch sử, huyện Quang Bình trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng trải nghiệm, huyện Bắc Quang trở thành điểm đến du lịch sinh thái nông nghiệp dược liệu. Dịp này đã công bố hai sản phẩm du lịch mới là Hoa Hà Giang và Hành trình về quá khứ đến tương lai.
Ngày 21 tháng 11, bằng hình thức trực tuyến, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh của Việt Nam và Đoàn Thanh niên Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã tiến hành ký bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị. Theo đó, nội dung ký kết tập trung vào tăng cường giao lưu hợp tác xây dựng tổ chức đoàn thanh niên song phương, phối hợp triển khai các hoạt động thương hiệu của các tổ chức nhằm tăng cường giao lưu giữa hai bên theo hình thức sang thăm lẫn nhau, thư từ, hội đàm trực tuyến, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa thanh niên. Tỉnh đoàn Hà Giang mong muốn đây là dịp tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói chung và thanh niên Quảng Tây-Trung Quốc với tỉnh đoàn các tỉnh Việt Nam cùng trao đổi nghiên cứu học tập kinh nghiệm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc mục điểm thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mục điểm thời sự cũng là nội dung cuối của chương trình thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.